Và mình sẽ nói sơ đây là sản phẩm micro không dây Z11 2019 đến từ thương hiệu BF Audio. Hôm nay mình sẽ xin test khả năng chịu đựng va đập cũng như là khả năng chịu đựng nước của em nó đến khi không còn hoạt động được nữa. Đầu tiên mình xin test khả năng chống chạy của micro Z11 2019. Đây mình cào nhẹ các bạn. Cào nhẹ kim kít luôn nha. Rồi, mình chùi một cái coi. Không chạy nha các bạn. Thì mình giờ mình test thử cào mạnh hơn chút xíu nữa, dùng lực luôn nha. Vâng, dùng lực thì giờ đã có mic chạy nhẹ rồi nè. Đó. Thì nhưng bằng chất liệu nhôm hoặc với lại sơn đen thì cái mic chạy này không rõ lắm nha mọi người. Ở đây mình xin test khả năng chịu đựng cũng như là cảm biến cự ngắt của nó. Thì tại micro vẫn đang hoạt động. Vẫn ra tiếng loa khi mình tiếng vẫn không dồn lên tai nha mọi người. Tiếng vẫn là alo 1 2 3 6 7. Đây là phần test bạo lực của em Z11 2019 va chạm với lại đá cục. Để test xem đá vỡ hay là mic vỡ. Đá vỡ luôn. Mic. Alo 1 2. Vẫn ra loa nha các bạn. Đá vỡ luôn. Đây thiệt. Sau đây mình xin test bài test cuối cùng là test giả mang nhất cái micro Z11 2019 đó là nhúng vào nước sao nha. Alo 1 2. Tiếng bình thường các bạn. Alo 1 2. Bắt đầu. Alo 1 2. Alo 1. Khi mình nhúng vô sơ ý thì tiếng ra nó sẽ đục hơn. Nó không phát hơn như tầm. Alo 1 2. Khi mình vũ nhẹ thì tiếng nó sẽ trở lại như lúc đầu nha. Alo 1 2 3. Và phần cuối cùng là phần ngâm cho em nó đến khi nào em nó không còn hoạt động được nữa. Alo 1 2. Tiếng vẫn nghe bình thường. Thời gian vẫn trôi qua. Tiếng 14 phút 52 giây. Để xem nó còn có sống nổi cho cái con trăng này không. Nó hoàn toàn không lên nguồn, đồng nghĩa em nó đã thực sự chết. Thì lúc này mình chỉ làm cho các bạn tham khảo vui thôi. Chứ thực ra trên thị trường chẳng ai dạy mà đem cái mic đi ngâm tới 1 tiếng mấy như mình đã. Thì mic Z11 2019 này có thể kháng nước ở điều kiện mình sơ ý như là mình lỡ tay rớt vào ly nước hoặc là lỡ tay cho vào thao đá khi mình vui chơi say xỉn gì đó, nhưng không có khả năng cho mình ngâm lâu như mình đâu nha.